Trong một nghiên cứu mới công bố, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đưa ra dự báo doanh thu từ ngành du lịch của Ai Cập và kênh đào Suez trong năm tài chính 2023-2024 hiện tại, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 và năm tài chính 2024-2025 có thể giảm tới 13,7 tỷ đô la Mỹ. Nghiên cứu đưa ra 3 kịch bản tương ứng với 3 mức độ khác nhau của những tác động từ cuộc xung đột ở giải Gaza. Theo đó, ở kịch bản chịu tác động cường độ nhẹ, Ai Cập sẽ mất 3,7 tỷ đô, với kịch bản cường độ trung bình thiệt hại sẽ là 9,9 tỷ đô, trong khi ở kịch bản cường độ cao, Ai Cập sẽ tổn thất doanh thu 13,7 tỷ đô. Du lịch và kênh đào Suez hiện chiếm khoảng 20% nguồn thu ngoại tệ của Ai Cập. Trước khi xung đột ở Gaza bùng nổ, du lịch đóng góp 8,3% vào GDP của Ai Cập, tăng từ 3,8% trong năm 2020, ở vào thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. UNDP cũng ước tính rằng các hoạt động lữ hành và du lịch đã tạo ra 2,37 triệu việc làm vào năm 2022, chiếm 8,5% tổng số việc làm trực tiếp và gián tiếp. Nghiên cứu cho rằng sự sụt giảm này có thể dẫn tới sự gia tăng đáng kể tỷ lệ thất nghiệp trong nước, sự sụt giảm trong tiêu dùng hộ gia đình và sự gia tăng tỷ lệ nghèo.